Tám bí quyết thay đổi bản thân từng ngày, ổn định cảm xúc là phương pháp dưỡng sinh tốt nhất của một người. Ai cũng muốn mình trở nên tốt đẹp hơn, nhưng đến lúc bắt tay vào thực hiện những thói quen tốt thì lại chùn bước, không đủ kiên trì. Cuộc đời không thể thăng hoa nếu chúng ta cứ mãi u lì và dậm chân tại chỗ. Hãy thử mạnh mẽ thay đổi bản thân, rèn luyện từng ngày, tích góp từng chút một. Đến một lúc nào đó nhìn lại chính mình trong gương, bạn chắc chắn sẽ mỉm cười. Thúc ép bản thân rèn luyện 8 điều dưới đây, cuộc sống tươi đẹp và thành công không còn xa. Một, Học cách buông bỏ thể diện Không làm người quá dễ dãi, sẵn sàng từ chối những người và việc mà bản thân không thích, dám từ bỏ những mối quan hệ không còn giá trị. Chỉ khi đó, bạn mới biết cách phân biệt người nào nên kết giao và người nào không nên. Bớt đặt nặng thể diện, chú trọng nâng cao bản thân. Thể diện chỉ là thứ để người khác nhìn vào, mà nội hàm mới là điều tạo nên sự tốt đẹp và giá trị của bạn. 2. Nâng cao sự tự tin chúng ta luôn bị thu hút bởi những người tài giỏi và dám thể hiện bản thân nếu bạn cảm thấy mình tự ti không xứng kết giao với những người tốt đẹp thì hãy bắt đầu rèn luyện sự tự tin từ bây giờ mỗi ngày nhìn bản thân trong gương và nói tôi rất giỏi tôi rất xinh đẹp tôi sẽ ngày càng ưu tú hơn tôi xứng đáng sở hữu cuộc sống tốt hơn nữa hãy học cách bước ra đường với tâm thái tự tin nhất ngầm cao đầu mà đi tập trang điểm rèn luyện đôi mắt thẩm mỹ hãy làm mọi điều khiến bản thân có thể tự hào 3. Bồi dưỡng khí chất Khí chất không phải chỉ người sở hữu gương mặt đẹp trời ban mới có, mà nó tồn tại trong mỗi người. Bất kể làm công việc gì, ở độ tuổi nào, khí chất khiến con người tự tin và xinh đẹp. Đầu tóc gọn gàng, ăn vận lịch sự, hợp với dáng người, đi đứng thẳng lưng, tự tin nhìn thẳng, đối xử với mọi người bằng sự dịu dàng và chân thành. Đọc nhiều sách, trải nghiệm nhân sinh để tu dưỡng nội hàm, bởi lẽ vẻ đẹp bên trong cũng có thể khiến ngoại hình trở nên dạng người. 4. Học cách kiểm soát cái miệng, hai năm học nói cả đời học cách im lặng điều không nên nói chỉ cần hé lộ một câu cũng trở thành hiểm họa khôn lường đặc biệt là những điều như tình hình kinh tế của gia đình mâu thuẫn với người yêu mục tiêu và kế hoạch của công ty dự định trong tương lai người trưởng thành thật sự là phải biết kiểm soát cái miệng âm thầm nỗ lực dựa vào năng lực để giành lấy tài lộc và vinh quang khiêm tốn cố gắng để trở thành phiên bản mình mong muốn nhất năm luyện tầm nhìn xa trông rồng Tầm nhìn, hay đó chính là năng lực nhìn thấy quy luật phát triển của một việc, cố gắng hòa mình vào cuộc sống, cảm nhận từng chi tiết, làm tốt những việc nhỏ của hiện tại, nâng cao năng lực thống nhất hành vi và suy nghĩ, nói được làm được, dám mạnh mẽ trải nghiệm nhiều thứ, từ chối những suy nghĩ tiêu cực, không đi sâu vào lối mòn đau khổ, giữ cái đầu lạnh, rèn luyện ánh mắt nhìn người nhạy bén. 6. Kiểm soát cảm xúc. Ổn định cảm xúc là phương pháp dưỡng sinh tốt nhất của một người. Không nên nổi trận lôi đình chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt, cũng không vì một chút thất bại mà suy sụp đau khổ triền miên. Bạn càng vững vàng thì cuộc đời mới tươi sáng. Tâm thái tích cực, cho dù chìm trong bể khổ cũng có thể tìm thấy ánh sáng dẫn lối. Hãy là người ổn định trong tư duy và hành động, tôn trọng chính mình, sau đó mới đủ tư cách để được yêu và được tôn trọng. 7. Chăm chút vẻ ngoài Chăm chút vẻ ngoài không phải là bắt bạn giảm cân hay đóng khung quy chuẩn gầy mới đẹp mà là rèn luyện sức khỏe, đủ sức để sống hoạt bát và sông pha. Bạn có thể thật gầy cũng có thể thật béo, nhưng liệu bạn có thể đảm bảo sức khỏe đủ đầy hay không? Mỗi người có mỗi cách sống và thể trạng khác nhau. Nhìn vào sức khỏe và ngoại hình của một người đều có thể nhận ra họ đã sống nguyên tắc và tự giác ra sao. Không có sức khỏe, gương mặt xinh đẹp đến mấy, dáng chuẩn đến đâu, giàu sang cỡ nào cũng hóa thành bọt biển. 8. Rèn luyện tài ăn nói. Bắt đầu từ điều nhỏ nhất, đó là luyện năng lực biểu đạt, sau đó mới đến rèn luyện và khuếch đại sức ảnh hưởng của bản thân gặp những yêu cầu không hợp lý bạn có thể từ chối khéo léo và vẫn có thể khiến đối phương mát lòng hà dạ không là chủ trong gia đình bạn có thể sắp xếp công việc cho những thành viên mà vẫn khiến họ vui vẻ chấp hành không xuất hiện những cảm xúc hay nhu cầu phức tạp bạn có thể biểu đạt một cách logic không thật ra một người có tài ăn nói đã bước một chân vào vạch đích của thành công dễ dàng thu phục lòng người tạo dựng mối quan hệ hãy tập cách nói chuyện phối hợp với ngôn ngữ cơ thể tốc độ nhà chữ và sử dụng câu từ song song với sự nâng cấp của tài ăn nói sự tự tin và vận may cũng được cải thiện